Nima hảo, bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 36 tương với phần 1 bài 22 quyển 2. Đầu tiên là từ cả nhà với ý gọi thân mật tất cả mọi người. Tả cha. Tả. Tả. Cha. Cha. Tả cha. Tả cha. Âm Hán Việt là đại gia. Xin chào cả nhà, xin chào mọi người. Tả cha hảo. Tả cha hảo. Mọi người giới thiệu một chút đi. Tả cha chia sẻ một chút bà. Tả cha chia sẻ một chút bà. Muốn mời mọi người. Xiáng qíng đà gia. Xiáng qíng đà gia. Hôm nay muốn mời mọi người. Jīn tiān xiáng qíng đà gia. Bây giờ là từ nói chuyện, bàn luận. Âm Hán Việt là đàm. Thán. Thán. Bàn luận một chút. Thán thản. Thán xả. Thán ỉ thán. Mọi người đến bàn luận một chút. Tả cha lái thán thản. Tả cha lái thán ỉ xả. Tả cha lái thán ỉ thán. Hôm nay muốn mời mọi người bàn luận một chút. Jīn tiān xiáng qíng dà jiā tǎn tǎn. Jīn tiān xiáng qíng dà jiā tǎn yī xiǎ. Jīn tiān xiáng qíng dà jiā tǎn yī tǎn. Bản thân, tự mình. Tự chỉ. Tự. Tự. Chỉ. Chỉ. Tự chỉ. Tự chỉ. Tự tôi, bản thân tôi. Wo zi qi. Wo zi qi. Tự tôi không có vấn đề gì đâu. 我自己没问题的。我自己没问题的。 Tự bạn. 你自己。你自己. Tự bạn đi đi. 你自己去吧。你自己去吧. Bây giờ là từ sở thích. Ai hào. Ai. Ai. Hào. Hào. Ai hào. Ai hào. Sở thích gì? Sở mơ ai hào. Sở mơ ai hào. Sở thích của bản thân. 自己的爱好. 自己的爱好. Bàn luận một chút sở thích của bản thân. 谈谈自己的爱好. 谈谈自己的爱好. 谈谈 thường đều có thể thay thế bằng 谈一下 hoặc 谈一谈. Mời cả nhà bàn luận một chút sở thích của bản thân. Xin đại gia thán thán tự chỉ tờ ai hào. Xin đại gia thán thán tự chỉ tờ ai hào. Hôm nay muốn mời cả nhà bàn luận một chút sở thích của bản thân.
今天想请大家谈谈自己的爱好。 Ai nói trước, Nguyên Văn là ai trước tiên nói? Sấy xiên xua? Bây giờ là từ cho, để, khiến. Bảo. Rằng. Để mình cùng đi đi. Rằng wo yi qi qu ba. Rằng wo yi qi qu ba. Để nó ăn cơm đi. Rằng tha chi fan ba. Hãy nhắc lại từ trước tiên. Xiên. Trước tiên ăn cơm đi. Xiên chứ phản bà. Xiên chứ phản bà. Để nó trước tiên ăn cơm đi đã. Rằng tha xiên chứ phản bà. Rằng tha xiên chứ phản bà. Để bạn ấy về nhà trước đi. Rằng tha xin hồi cha bà. Rằng tha xin hồi cha bà. Em nói trước. Nguyên văn là em trước tiên nói. Wo xian shuo. Để em nói trước đi ạ. Rằng wo xian shuo bà. Rằng wo xian shuo bà. Hãy nhắc lại, hôm nay muốn mời cả nhà bàn luận một chút sở thích của bản thân. Jin tian xiang qing da jia tan tan zi ji de ai hao. Ai nói trước? Sấy xiên xua? Thầy, để em nói trước đi ạ. Lão sư, rằng wo xiên xua bà. Lão sư, rằng wo xiên xua bà. Ừ, em nói đi. Hảo, nì shuo ba. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lấy tiền, rút tiền. Chuyển tiền. Còn lấy cái khác nữa. Hái ở bìa tờ. Phòng làm việc, văn phòng. Bản cung sử. Vị này là giáo sư Trương. Trở vệ sư Trang Giao Sâu. Trở vệ sư Trang Giao Sâu. Cái đỏ nhẹ hơn. Khúng đờ bí giao chinh. Một cái ô. Yì bà yú sản. Uống cốc bia. Hơ bây phí chiểu. Giám đốc của một công ty. Yì cha cung sư tờ chinh lý. Lên mạng tra tài liệu. Sàng vàng tra tư liệu. Siêu thị. Chào sư. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe và môn đọc hiểu. Zhu hợp khở, khẩu ngữ khở, thính lý khở và yue đu khở.
tiện thể đi ra thư viện gửi bưu phẩm. Xuân biện chủy yếu chú ý chỉ bao của. Một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Ý cửa ngoại mạo thoán chủy sản khái tham quan. Giúp mình tưới hoa một chút. Băng hùa treo ý xả hoa. Loại ngắn một chút. Toán ý đoán đó. 21 tuổi. 21 tuổi. Ngày mấy tháng mấy? Chỉ yue chỉ hào. Dự định qua thế nào? Tá soạn giấm mơ của. Ăn cơm sáng. Chư giáo phản. Lên lớp vào học. Sảng cửa. Buổi sáng có 2 tiết học. Sảng ủ yếu lẳng chế cửa. Tắm, giặt quần áo. Xí giáo, xí y phủ. Sau đó xem một chút tivi. Ráng hồ khăn khán điện sử. Các em học sinh. Thông xuyến mẩn. Giáo viên năm nhất. Y niên chí tờ lão sư. Sơn bản đi leo núi. San bẩn chủy phá san. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sẵn trưa. Cần đem cơm trưa, phải đem cơm trưa. Yào đài ủ phản. 7 giờ một khắc đúng giờ xuất phát. 7 điểm một khắc chuẩn xứ xuất phát. Mời mọi người bàn luận một chút sở thích của bản thân. Chính đại gia thán thán tự chỉ đỡ ai hào. Để em nói trước đi ạ. 让我先说吧。